Mới đây, đội tuyển Anh đã công bố danh sách 26 cầu thủ cuối cùng tham dự vòng chung kết Euro 2020 diễn ra vào mùa hè này. Huấn luyện trưởng Gareth Southgate đã chọn ra 26 người từ 33 cái tên sơ bộ, trong đó đáng chú ý là hậu vệ phải Trent Alexander-Arnold được giữ lại trong khi Jesse Lingard là một trong 7 người bị loại. Lingard là một phần trong đội hình đội tuyển Anh vào tới bán kết vòng chung kết World Cup 2018, nhưng sẽ vắng mặt tại kỳ Euro năm nay. Dù Lingard đã có màn trình diễn tích cực trong MU West Ham ở nửa sau của mùa giải, nhưng điều đó vẫn chưa đủ thuyết phục để anh được ở lại với Tam Sư. Đồng đội của anh ở Manchester, tức là Mason Greenwood, cũng đã phải nói lời chia tay với đội tuyển do chưa bình phục chấn thương. Anh sẽ trở lại Old Trafford để dưỡng thương và chuẩn bị cho quá trình tập luyện cho mùa giải mới. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Gareth Southgate cũng giữ lại Jordan Henderson, Harry Maguire và Jack Grealish. Những cầu thủ này từng dính chấn thương vào cuối mùa giải nhưng vẫn được tin tưởng. Trong khi đó, Harry Kane sẽ lĩnh sứ hàng công của đội tuyển Anh bên cạnh những gương mặt trẻ triển vọng như Raheem Sterling, Phil Foden, Jadon Sancho, Marcus Rashford và Dominic Calvert-Lewin. Tam sư sẽ có 2 trận giao hữu vào tuần tới trước khi bước vào trận mở màn gặp Croatia vào ngày 13 tháng 6. Sau đó, họ sẽ lần lượt đối đầu với Scotland vào ngày 19 tháng 6 và Cộng hòa Séc vào ngày 23 tháng 6 trong các lượt trận còn lại của bảng D. Sau một mùa giải trắng tay danh hiệu cùng Real Madrid, Zinedine Zidane đã từ chức và nói lời chia tay Los Blancos. Sau khi cân nhắc và lựa chọn nhiều ứng viên, đội bóng thủ đô Tây Ban Nha đã quyết định lựa chọn huấn luyện Carlo Ancelotti trở lại vị trí huấn luyện viên trưởng. Trước lời đề nghị của Real Madrid, huấn luyện Carlo Ancelotti đã nhanh chóng đồng ý. Ông chấm dứt hợp đồng sau 18 tháng dẫn dắt Everton để trở lại Tây Ban Nha. Điều này sẽ khiến đội chủ sân Goodison Park phải tìm kiếm nhà cầm quân thứ 6 chỉ trong vòng 6 năm. Các cuộc thảo luận giữa huấn luyện Ancelotti và Real Madrid được cho là đã bắt đầu cách đây 5 ngày và đã diễn ra rất tích cực. Vị chiến lược gia người Italia sẽ ký hợp đồng trong thời hạn 3 năm với đội chủ sân Santiago Bernabeu. Trước đó, vị huấn luyện 61 tuổi này từng có thời gian dẫn dắt Real Madrid từ năm 2013 đến năm 2015, giành một chức vô địch Champions League, một Copa del Rey, siêu cúp UEFA và FIFA Club World Cup. Ngoài ra, huấn luyện Ancelotti có tỷ lệ giành chiến thắng cao nhất trong lịch sử Real Madrid với 89 chiến thắng sau 119 trận cầm quân. Thủ thành Jasper Cillessen có tên trong danh sách 26 cầu thủ cuối cùng của Frank Beckenbauer tham dự Euro 2020 mùa hè này, bên cạnh hai thủ môn khác là Martin Skjelbred và Tim Krul. Nhưng giờ đây, anh đã phải nói lời chia tay đội tuyển Hà Lan sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Dù có kịp bình phục, Cillessen cũng không được trao cơ hội do đã không tập luyện cùng toàn đội trong quá trình chuẩn bị. Trong bối cảnh đó, Marco Bizot của AZ Alkama đã được triệu tập bổ sung. Trong trường hợp thiếu vắng Cillessen, thủ môn Skjelbred của Ajax và Tim Krul của Norwich City nhiều khả năng sẽ cạnh tranh cho suất bắt chính, còn Bizot sẽ đảm nhận vai trò dự bị. Krul đã ra sân trong cả 3 trận thuộc vòng loại World Cup của Hà Lan trong tháng 3 khi Cillessen dính chấn thương vào thời điểm đó. Ở Euro năm nay, đội tuyển Hà Lan nằm cùng bảng C với Ukraine, Áo và Bắc Macedonia. Sau trận gặp Ukraine vào ngày 14 tháng 6, đội bóng của Frank de Boer sẽ có 4 ngày để chuẩn bị cho cuộc chạm trán với Áo trước khi kết thúc vòng bảng với Bắc Macedonia vào ngày 21 tháng 6. Raheem Sterling không còn nhiều cơ hội ra sân dưới thời Pep Guardiola vì không thể cạnh tranh với Phil Foden. Trong bối cảnh chia tay Sergio Aguero, Manchester City đang rất muốn ký hợp đồng với một tiền đạo mới với mục tiêu là Harry Kane với mức giá là 150 triệu bảng. Được biết, huấn luyện Pep Guardiola sẵn sàng đổi cả Sterling lẫn Gabriel Jesus để thuyết phục Tottenham. Mức lương 90.000 bảng một tuần của Jesus là không vấn đề, nhưng mức lương 300.000 bảng một tuần của Sterling là hơi cao so với Spurs. Rất có thể thỏa thuận này sẽ đổ bể khi Arsenal đang tham gia vào cuộc đua giành chữ ký của Sterling. Theo tờ The Sun, Arsenal sẵn sàng chi tiền cho Sterling và Rui Mikel Arteta rất thích chân sút này. Mùa giải 2020-2021, Sterling đã ghi 15 bàn thắng trên mọi đấu trường, nhưng không được ra sân thường xuyên. Rất có thể, anh sẽ lựa chọn ra đi để tìm kiếm thử thách mới. Tối ngày 1 tháng 6 theo giờ Việt Nam, lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết Futsal World Cup 2021 đã diễn ra tại Zurich, Thụy Sĩ. Đội tuyển Futsal Việt Nam rơi ở bảng đấu được cho là khá nặng, có sự hiện diện của Brazil, hạng 2 thế giới, Cộng hòa Séc, hạng 16 thế giới và Panama, hạng 37 thế giới. Trong quá khứ, đội tuyển Futsal Việt Nam từng đánh bại Brazil với tỷ số 3-2 ở một giải giao hữu quốc tế vào năm 2013. Khi đó, Trần Văn Vũ, Phùng Trọng Luân và Nguyễn Thành Đạt là những người ghi bàn. Hiện tại, đội tuyển Futsal Việt Nam chỉ còn Trần Văn Vũ. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Futsal Việt Nam có trận mở màn gặp Brazil vào ngày 13 tháng 9, tiếp đó đối đầu với Panama vào ngày 16 tháng 9 và Cộng hòa Séc vào ngày 19 tháng 9. Trao đổi với báo giới sau kết quả bốc thăm, huấn luyện viên trưởng Phạm Minh Giang của đội tuyển Futsal Việt Nam chia sẻ: "Ban huấn luyện cảm thấy bảng đấu này khá khó khăn vì có hai đội bóng mạnh là Brazil và Cộng hòa Séc. Đội còn lại là Panama là đối thủ vừa tầm với đội tuyển Futsal Việt Nam. Các cầu thủ từng dự World Cup 2016 có tâm lý khá bình thường, những nhân tố mới cảm thấy lo lắng hơn.
Tuy nhiên, ban huấn luyện sẽ cầm công tác tư tưởng để các cầu thủ có thể ra sân trong trạng thái tâm lý thoải mái nhất. Mục tiêu của đội tuyển Futsal không thay đổi, chúng tôi đặt mục tiêu vào vòng 16 đội và vẫn sẽ quyết tâm chinh phục đó. Chúng tôi sẽ không thay đổi mục tiêu chỉ vì gặp các đội bóng mạnh như Brazil hay Cộng hòa Séc.